Hôm nay mình sẽ làm món là trứng hấp đậu phụ non nha, với lại thịt heo băm và một ít nấm. Nấm này là nấm gì ta? Nấm mộc nhĩ hay gì thì mình cũng không nhớ tên nữa ha. À, thì đây là silky tofu, gọi là đậu hũ non đó. Và thịt heo băm thì chúng ta sẽ xào sơ qua, nêm nếm chung với lại nấm ha, và cho tiêu, cho bột nêm vô. Sau đó thì chúng ta quậy một ít trứng cũng nêm nếm luôn nha, và cho một ít nước. Cái ít nước này đó là chừng 2 hoặc 3 cái muỗng ăn nước thôi. Cái lý do là khi cho nước vào thì trứng khi chúng ta hấp lên nó sẽ mềm chứ nó không bị đông cứng lại ha. Đó, thì chúng ta đổ vào. Cái này là hai cái tray nhỏ mình sẽ hấp, nhưng cái tray này thì mình chỉ nấu thôi. Tại vì trứng này khi có nước thì nó cũng mềm lắm các bạn nó. Còn hai cái tray này là mình sẽ hấp. Thì các bạn thấy bây giờ chúng ta đã có một chảo nhỏ, chảo này là chừng một gang tay của mình, chảo nhỏ là đậu hũ non. Mình không thể nào mình gọi là chiên được, tại vì lát nữa mình sẽ đậy nắp lại và mình để lửa nhỏ cho nó chín. Thịt thì đã chín rồi ha, thì hai cái này mình sẽ hấp hấp vô trong cái tray, tại vì nó nhỏ quá mình sợ nó không có đủ chín. Thì với một cái hộp đậu hũ non, một cái hộp nhỏ thôi, mình nghĩ cái hộp đó nó to hơn hộp này một chút xíu ha, đậu hũ non nhỏ, một cái hộp nó to hơn vậy chút xíu thôi, chúng ta đã làm ra được 3 tray. Một cái nồi, một cái chảo nhỏ chừng một gang tay mình, thì một cái chảo nhỏ và hai cái tray nhỏ này. Bây giờ cái chảo này chúng ta sẽ đậy nắp nha, chúng ta sẽ đậy nắp vô và chúng ta sẽ nấu nó lên trong vòng mình nghĩ là từng 10 phút tới 15 phút, lửa nhỏ nha, vừa vừa thôi, đủ để mà nó hấp chín cái phần trứng này thôi ha, tại vì tất cả các đậu hũ và cái thịt nó đã chín rồi. Còn hai cái tray này nó nhỏ thì mình sẽ hấp như thế này nha các bạn. Mình bỏ một chút xíu nước nè và mình sẽ hấp nó lên. Nè, các bạn thấy thì cái tray này đã chín rồi, rất là ngon ha. Và đây là cái chảo trứng đậu hũ non á. Thì chúng ta cứ để vậy thôi. Khi mà ăn cái này thì nó sẽ mềm. Nào các bạn thấy mình rung ha. Nó phần nào chưa chín mình đổ ra vậy cho nó chín luôn. Mà chúng ta đậy nắp thêm chút là nó chín thôi, nhưng mà nhớ mở lửa nhỏ nha các bạn nha. Giờ đây nè các bạn, cái trứng đã hoàn toàn chín rồi nha, rất là mềm ngon luôn đó. Các bạn nhìn cái đậu hũ non nè, nhìn là muốn ăn rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng mở lấy ra một chút ăn thử nha, nhìn xem trứng có mềm không ha. Này đó, các bạn thấy không? Ngon lắm. Đó. Úp. Cái đậu hũ này làm cho trứng rất là mềm ngon ha.
Đây là cái món rau cải này mình luộc lên thôi ha, mình luộc nhưng không có để nước và một ít dầu ô liu vào trong thôi. Đây là cái món rau cải bắp mình luộc lên ha, nhưng mà mình cho rất là ít nước và khoảng chừng một muỗng nhỏ cái dầu ăn ô liu vào trong đó. Còn đây là thịt heo và nấm mình đã xào trước mình bỏ vào. Và đây là món rong biển với đậu hũ non và một ít thịt băm nhuyễn ra. Mình đang để cho chín ha. Thì món rong biển này có đậu hũ non, có thịt băm, thịt heo băm nha các bạn. Và đây là bữa trưa cho mình, có thể là bữa tối nữa.